Em lấy một cây. Một cây thì theo chị hiểu nó là cái cây màu rose là 18 đồng. Còn cái set đấy á, thì nó là 20 đồng nhá. Đây nè cả nhà. Cái này á, thì trong cái phiên bản của cái năm nay á, ở tháng 11 này á, thì là một cái cây, một cái ủ môi của gu nhá cả nhà nhá, và một set, một cây và một set. Một set son này, set son Giáng sinh. Một set son Giáng sinh này là 20 đồng. Ừ. Trong cái cây này, ủ môi này nè, thì mọi người biết là đấy, nó là cái ủ môi này đây nhé cả nhà nhé, nó có chứa cái thành phần tinh chất vàng ở trong này nữa luôn. Cái này là ủ môi của gu nhé cả nhà nhé. À, mọi người mở nó lên như thế này và mọi người chỉ việc xoáy nó lên nha cả nhà nha. Xoáy nó lên thì khi đấy cái ủ môi nó sẽ đẩy lên ở trên cái lỗ này, mọi người gạt nó qua và mọi người bôi lên trên môi mình nhé cả nhà nhé, và xoáy thì nó sẽ lòi lên đây, người lấy mọi người gạt lên tay nhé cả nhà nhé. À, năm nay ấy, thì đặc biệt một cái là cái này nó đúng của tháng 11 luôn nhé cả nhà nhé, tặng thêm cho mình một cái túi này. Cái túi này người ta gọi nó là cái túi tài lộc gì đấy đấy, không biết nha cả nhà nha. Cái này là theo cái quan niệm của người Hàn ấy, người ta nói là tặng cho thêm một cái túi này nữa mà người ta gọi nó là cái túi tài lộc nha. Mọi người biết ở đấy Hà bán ấy, thường ấy thì nó chỉ có là một cái hũ nó như thế này thôi, nhưng mà cái hũ nó cũng không có đẹp như thế này luôn, cái hũ nó chỉ là màu trắng thôi, bình thường thôi. Cái này á, thì mọi người nó gọi là lipserin rồi, nó có chứa tinh chất vàng ở trong này rồi. Ừ. Và cái này á thì nói chung lại là ai cũng có thể xài được hết mà, đúng là cái túi này nó sẽ mang cái tài lộc may mắn đó, họ nói đó. Đây nhé cả nhà nhé. À, thường ấy thì người ta hay giống như nó như thế này này cả nhà. À, nó như thế này thì người ta sẽ tặng cái cây son đấy nó vào nó như thế này. À, không, người ta sẽ để nó vào trong với cái này thì nó sẽ đẹp hơn, hàng nghĩ như thế. Không, nó không đẹp, đúng là nó không đẹp, cái này nó không đẹp, cái này nó sẽ vào trong cái đấy nó không đẹp đấy. Cái túi này nó như thế này nhé cả nhà nhé. Cái này nó đẹp quá nhỉ, cái này nó không, nó không, nó giống như nó không có siết lại được đâu. À, nó được được này cả nhà ơi, cái dây cái này nó siết lại này cả nhà, đây này, nó đẩy nó siết lại đây này, nhà thấy không, dễ thương quá ha. Đầu hu luôn này cả nhà, nó có cái chữ tờ hu ở đây luôn, mà mọi người biết là cái dây này của nó này cả nhà, nó đan nó bện hết lại như thế này này đó. Cái đầu này cũng vậy này, người ta gọi nó là cái túi tài lộc gì đấy đấy đó. Đây người ta tặng cho mình cái như thế này, hay quá ha. Đó, mọi người thấy nó đẹp ghê không. Cái này ấy, đặc biệt một cái là Hà vẫn bán cái này nó là 22 đồng đúng không? Thì cái này của Hà cũng bán nó là 22 đồng. À, cái này nó là tháng đúng của tháng 11 luôn. Người ta làm nó lên, người ta may nó cái miếng ở đây, cái túi lưới lên như thế này, 22 đồng cho một set này nhá cả nhà nhá. Dễ thương hả? Dễ thương quá. 22 đồng vừa có ủ môi xinh đẹp lại vừa có tài lộc nữa, có nguyên một cái túi. Quá đẹp luôn, dễ thương cute luôn. 22 đồng cho một cái ủ môi. Dễ thương hả? Dễ thương cực kỳ luôn. Ai rồi cũng thích đó. Mấy cái đúng là năm nay họ ra những cái như thế này nó hơi khác lạ một chút xíu cho cái mùa Noel. À, túi Phúc, đúng rồi. Đúng rồi nàng. Mà Hà cũng không biết gọi nó làm sao, thì Hà chỉ có biết nói nó là giống như là túi tài lộc gì đấy thôi à. Hà chỉ biết vậy thôi à. Đấy, túi Phúc đấy cả nhà. Rất là dễ thương nhá nàng nhá. Rất là dễ thương luôn, nó rất là cute luôn đấy cả nhà. Dễ thương lắm. Dễ thương cực kỳ luôn. Dễ thương. 22 đồng nhé cả nhà nhé. Cho một em ủ môi của Hu nhé. Ngọc ăn cơm chưa? Trời ơi, ăn nào nhanh vậy? Em xét son 20 màu có giống cây son Hà kèm theo cái kẹp tóc không? Không, không thể. Bởi vì sao?
cái cây son kẹp tóc đấy á, nó là nó có màu. Còn cái set son 20 đấy á, nó là cái son mà nó giống như là cái cây son dưỡng thôi. Nó chỉ lên một cái màu hồng nhạt thôi. Khi mà lên môi lên ấy, thì nó hơi tươi tươi cái môi lên một chút xíu, nó không lên màu. Nó không lên màu nhiều nhá. Nó là một cái dạng dưỡng, dưỡng môi nhá. Dưỡng môi mà nó rất là, nó rất là nó lên cái màu khá là dễ thương. Nó lên cái màu đẹp. Đấy, nó quận vào trong này này. Chẳng biết để làm sao luôn. Cái để đại thôi. Để như nào nhỉ? Đấy, nó như thế này chẳng nào. Đấy, em này nó như thế này. Nhá cả nhà nhá. Như vậy đó. 22 đồng nhá cho một em này nhá cả nhà. Ok chưa? Hà qua một cái mã khác nữa nhá.